Xin chào các bạn, ta lại gặp lại ở phần số 7 trong cái chương trình ôn tập hình học lớp 8 trong cái thời gian đang nghỉ dịch. Ta tiếp tục sang bài số 6 cho tam giác ABC có AB bằng 10, AC bằng 15. AM là đường trung tuyến. Đường trung tuyến tam giác là đường nối từ đỉnh xuống trung điểm của cạnh đối diện, đúng không? Trên AC lấy điểm E, trên AB lấy điểm D sao cho AD bằng 4. Trên AC lấy điểm E sao cho CE bằng 9. Gọi Y là giao điểm của DE và AM. Chứng minh rằng DE song song với BC. Câu B, Y là trung điểm của DE. Trước khi sang bài số 6, chúng ta sẽ nhắc lại một số kiến thức cơ bản quan trọng để phục vụ cho hai bài tập này. Đó là định lý thuận và định lý đảo của hệ của định lý Tanet và hệ quả của định lý Tanet. Hệ quả thì được suy ra từ định lý, đúng không? Định lý thuận phát biểu như sau: nếu ML song song với BC, M thuộc AB, N thuộc AC thì suy ra được AM trên MB, đúng không? Sẽ bằng AL trên NC. Và ngược lại, nếu có AM trên MB bằng AL trên NC thì người ta suy ra định lý đảo lại là hai này song song, đúng không? Hoặc có AM trên AB này bằng AL trên AC thì người ta cũng suy được ra ML song song BC, lúc này mở ngoặc ra theo định lý Tanet đảo. Và ngược lại, nếu không xong cũng suy ra điều này. Đấy, như vậy định lý thuận và đảo được ghi gộp lại cho nó ngắn gọn. Thế phần hệ quả định lý Tanet, phần này sử dụng khá phổ biến trong các bài tập về cái chương này. Nếu ML song song BC, vẫn trong trường hợp M thuộc A cạnh AB, N thuộc cạnh AC thì nó sẽ tạo ra một cái tam giác mới là AML này, có ba cạnh AM, AL và ML tương ứng tỷ lệ với ba cạnh của tam giác ban đầu. Đó là AM thì nó tương ứng với AB, AL thì nó tương ứng với AC, còn ML thì nó tương ứng với BC. Và đây chính là hệ quả định lý Tanet. Giờ trước tôi đã chứng minh rồi, chúng ta có thể xem lại ở cái phần số 6 đã chứng minh cái định lý Tanet rồi. Và định lý Tanet là cái hệ quả này, đợt trước đã chứng minh hệ quả này rồi. Và cái hệ quả này nhớ cho được mở rộng ra, nó không những cắt mà là không những cắt hai cạnh AB và AC mà còn cắt hai cái đường thẳng chứa hai cạnh cơ. Đấy, ML cắt đường thẳng AB ở M, cắt đường thẳng AC ở L, nhưng ML phải đảm bảo vẫn song song BC thì vẫn có AM trên AB bằng AL trên AC và bằng ML trên BC, đúng không? Hoặc ta có thể đảo lại AB trên AM thì bên này phải bằng AC trên AL và bằng BC trên ML, nhớ chưa? Đấy, đây định lý rất quan trọng nhá, sử dụng rất nhiều. Nhớ cho là cái độ tương ứng AM ứng với AB, hai những thằng tương ứng thẳng hàng nhau này, AL ứng với AC và hai thằng song song tương ứng này, ML ứng với BC, đúng không? Bây giờ ta sẽ vận dụng để ta làm bài tập số 6, vẽ hình và ta phân tích hình nhé. Nào, ta phân tích hình vẽ cho tam giác ABC, đúng không? Cả đoạn AB bằng 10, chúng ta cho AD bằng 4 rồi thì cái đoạn này ta hiện đèn là 6, đúng không? Có đoạn AC cho là 15 rồi, đoạn EC là 9 thì 9 chỗ này phải là 6, 6 9 là 15, đúng không? Thì tí nữa ta sẽ tính được cái thằng này là 6 này, tính được cái thằng này là 6 này, đúng không? Để chứng minh DE song song với BC khá cơ bản thôi, ta nhẩm được ngay nên này 4 trên 6 thì cũng bằng 6 trên 9 vì đều bằng 2/3. Thế như vậy là AD trên DB, đúng không? Thì bằng AE trên EC. Thì theo định lý Tanet đảo thì suy ra hai này song song, đúng không nhỉ? Đó, rất đơn giản này. Đầu tiên là tính AE ở câu A, ta đi tính AE, đúng không? AE bằng cái gì? Có phải bằng 15 trừ đi 9 thì bằng 6. Thế còn tính được BD, thì bằng cả cái đoạn AB là 10 trừ đi 4
cũng bằng 6. Đúng không? Hoặc thiết lập AD trên AB cũng được. Thì nó cũng bằng AE trên AC cũng ra. Động được. Đúng không? Như vậy ta có AD trên BD thì bằng 4 trên 6 bằng 2/3. Đúng không? AE trên EC thì bằng 6/9 cũng bằng 2/3. Như vậy từ hai điều kia ta sẽ suy được ra AD trên DB bằng AE trên EC với đây bằng 2/3. Đúng không? Vậy theo hệ theo định lý ta nét đảo thì suy ra DE song song BC. Thế ta ghi đây là định lý ta nét đảo. Được chưa? Đấy. Rất đơn giản thôi. Đúng không? Có nhiều bạn có thể là AE trên AC thì bằng 6/15 cũng sẽ bằng được, chứng minh bằng được AD trên AB 4/10 chia cả từ mẫu thì nó đều là 2/5. Đó. Đấy, thế thôi. Đơn giản thế thôi. Sang câu B. Chứng minh Y là trung điểm của DE. Thì đây là một cái câu rất là hay, sau này làm những cái bài nâng cao lên. Đó. Cứ coi như là cái đường trung tuyến này. Bất kể một cái đường nào song song với BC, bất kỳ một cái đường nào song song BC cắt AM tại một cái điểm Y nào đó chẳng hạn, thì bao giờ Y là trung điểm DE. Đúng không? Ta dùng hệ quả ta nét là ra. Đấy. Trong cái tam giác ABM có DI song song BM thì ta lấy thằng này làm chuẩn này. AI trên AM thì bằng DI trên BM. Đúng không? Tiếp tục tam giác AMC thì có phải là cũng AI trên AM thì bằng IE trên MC. Đấy, thế từ đó hai thằng này DI trên BM bằng IE trên MC. Thì MB MC bằng nhau rồi vì M là trung điểm của BC. Thế là suy ra IE bằng ID thì I sẽ là trung điểm của DE. Thế còn cái việc ID nó chắc chắn nằm giữa rồi, thể hiện trên hình rồi, không cần phải nói nằm giữa. Cứ ID bằng IE thế là suy ra là trung điểm, đúng không? Đấy, ta sẽ trình bày nhé. Nào, ta trình bày phần này. Rất cơ bản thôi, nắm chắc kiến thức là ra thôi. Xét tam giác ABM. Đúng không? Có DI song song với BM, lý do vì DE song song BC chứng minh trên. Đúng không? Nói hẳn chữ vì ra cho nó rõ ràng mạch lạc ra. Lúc này suy theo hệ quả ta nét thì DI trên MB. DI trên MB. Đó, cái tam giác mới là cái tam giác A DI, tam giác ban đầu là ABM này. Ba cạnh của tam giác mới tương ứng tỉ lệ ba cạnh của tam giác cũ thì bằng AI trên AM. Đó, ta lấy AI trên AM. Bạn nào lấy bằng AD trên AB cũng được. Nhưng mà nó tí lại phải lý luận là AD trên AB thì nó bằng AI trên AM, hoặc là bằng AE trên AC thì nó dài thêm ra. Ta lấy luôn một cái này trung gian, nó còn là cầu nối luôn. AI trên AM, hệ quả định lý ta nét. Tương tự đối với tam giác AMC cũng vậy, không phải chứng minh lại nữa, hai này xong rồi. Thì IE trên MC bằng AI trên AM, như vậy đều có AI trên AM là cầu nối, vậy suy ra DI trên MB bằng IE trên MC. Thế MB bằng MC đã giả thiết rồi, không? Vì AM được trung tuyến thì M trung điểm BC rồi. Vậy mẫu bằng nhau rồi thì tử bằng nhau. Thì DI bằng IE, I thì nó nằm giữa thể hiện trên hình rồi. Vậy I là trung điểm của DE. Đây là điều cần chứng minh, đúng không? Đấy. Bám thật sát vào lý thuyết là ta sẽ trình bày ra thôi, sẽ nhìn ra thôi. Đó, không có gì khó khăn lắm. Nếu ta thuộc lý thuyết, có kỹ năng phân tích, nhớ trình bày cho nó gọn gàng, lý do đầy đủ, đó. Đấy. Phải làm quen những cái tác phong trình bày hình thật chặt chẽ vào nhá. Ta sang bài số 7. Đấy, bài số 7. Cho hình thang ABCD có AB song CD, O là giao điểm của AC và BD, đúng không? Qua O kẻ đường thẳng A song song với AB và CD, A cắt AD ở E, A cắt BC ở F, chứng minh rằng OE bằng OF và 1 trên AB cộng 1 trên CD bằng 2 trên EF.
nào, vẽ hình và phân tích hình nhá. Rồi, tiếp tục sang bài số 7. Cho một cái hình thang, đúng không? AB, DC là hai đáy. Gọi hai đường chéo cắt nhau ở O, qua O kẻ đường thẳng song song thẳng A song song với hai đáy và cắt AD ở E, cắt AB ở F. Yêu cầu chứng minh OE bằng OF và 1 trên AB cộng 1 trên CD bằng 2 trên EF. Thì OE bằng OF thì có rất nhiều cách chứng minh. Ta có thể đi theo một trong hai hướng này. Ví dụ OE là OE trên AB. Đó. Thì có phải là bằng đó, trong cái tam giác ABD OE song song với AB thì có thể là bằng OE mà trên AB thì theo hệ quả thì bằng ED đó, trên AD. Thế nhưng mà ED trên AD đó, trong cái tam giác ADC thì ED trên AD thì có phải bằng OC trên gì? AC không? Đúng chưa? ED trên AD theo đề theo tan nét, đúng không? Lại tiếp tục trong cái tam giác, trong cái tam giác ABC có OF song với AB thì cái OC này trên AD thì chính bằng OF trên AB, đúng không nhỉ? Đấy, như vậy hai này bằng nhau thì OE bằng OF, đấy là một cách, đúng không? Cách thứ hai có thể dùng hệ quả tiếp là ta lấy cái OE trên AB làm chuẩn, OE vẫn trên AB, đó. OE trên AB trong tam giác ABD nhé, hai này không xong, OE trên AB thì có phải bằng OD trên BD không? OD trên BD, đó. Thế tiếp tục theo hệ quả tan nét, trong cái tam giác ABC thì OF trên AB, trong tam giác ABC OF song song với AB thì OF trên AB thì cũng bằng OC trên AC. Đấy. Thì giờ ta chứng minh hai bằng nhau là xong, cũng nhờ hệ quả tan nét cho hai tam giác, cho tam giác ODC có AB song song với DC, à, cái tam giác OAB là tam giác mới này, thì cũng có OA trên OC thì sẽ bằng OB trên OD. Đó, và bằng tổng của tử này, OA cộng OB. À phải đổi chỗ đi chứ nhỉ? Bởi vì OA cộng OC nó bằng AC, để đi chứng minh hai này bằng nhau. Thì đổi chỗ đi thì ta sẽ suy ra là OA trên OB sẽ bằng OC trên OD. Và bằng tổng của tử OA cộng OC có phải ra AC không? Trên tổng của mẫu OB cộng OD ra BD chưa? Thì từ đó đã suy được ra là OC trên AC này, OC trên AC cho xong này, này thì bằng OD trên BD. Thì suy ra hai này bằng nhau thì hai này bằng nhau. Đó, ta làm cách trên thì nó sẽ ngắn hơn. Đó, cách 1 thì sẽ ngắn hơn. Cách 2 để chủ yếu là để nhắc lại lý thuyết thôi. Ta làm cách 1 sẽ ngắn hơn nhá. À, sẽ trình bày nhá. Đấy, câu này chú ý nhá. Làm cách thứ nhất phải không? Để cho thuộc khi nào dùng định lý tan nét, khi nào ta dùng hệ quả của định lý tan nét. Với tam giác ABD có OE song song với AB thì cái này ta dùng hệ quả này là OE trên AB thì sẽ bằng ED trên DA, đó. Nhớ nhé, OE cái tam giác mới là EDO, tam giác ban đầu là ABD thì OE trên AB phải bằng ED trên DA. Tiếp tục đối tam giác ACD thì có OE song song với DC thì lại dùng tan nét này, OE AD đây cái trong này này, AD trên DA thì sẽ bằng OC trên AC, được chưa? Tiếp tục lại tam giác ABC có OF song với AB thì lại dùng hệ quả này, nó OC trên AC đây này, cứ kết nối dần dần này. OC trên AC sẽ bằng OF trên AB. Như vậy từ 1 và 1 2 và 3 này, thằng này bằng thằng này, thằng này thì lại bằng thằng này, đó, thằng này lại bằng này, vậy hai thằng này bằng nhau. Nhưng mà cái đầu bằng cái cuối thì AB mẫu bằng nhau rồi, tử bằng nhau thì suy OE bằng OF là được cần chứng minh, đúng chưa?
Đấy, nhớ. Lần thứ 1 đã áp dụng hệ quả, điều 2 áp dụng tan nét và điều 3 áp dụng hệ quả, đúng không? Đấy. Thì ta sẽ nuôi ra nó bằng nhau. Và này có rất nhiều cách làm. Đấy, ta có thể đề xuất làm theo các cách khác. Đấy, đối với các cái tam giác tiếp theo, đúng không? Ta sẽ sang câu B. Ở câu B ở đây ta có thể phân tích là chứng minh 1 trên AB cộng 1 trên CD bằng 2 trên EF, đúng không? Thì ở đây ta đã có OE bằng OF rồi, tức là O là trung điểm của EF, đúng không? Thì ta phải bắt đầu nguồn từ OE trên AB, đúng không? Đấy, nó sẽ bằng cái này. Nếu theo hệ quả tan nét ấy, OE trên AB trong tam giác ABD thì OE trên AB nó sẽ bằng OD trên BD. À, tiếp tục đối tam giác ABC thì OE OF trên AB thì bằng OC trên AC được. Tam giác BDC, bởi vì đang cần trên DC, một trên DC. Thì đối tam giác BDC thì OF trên DC cũng sẽ bằng OB trên BD. Nó cộng lại, nó sẽ suy ra điều cần chứng minh. Bởi vì ở đây nhấn mạnh một điều là OE nó bằng OF, thì tí nữa OE thay bằng OF ta đặt ra ngoài thì trong nó sẽ xuất hiện là 1 trên AB cộng 1 trên CD. Phải tạo ra cái 1 trên AB cộng 1 trên CD là ra, đúng không? Thì tí nữa cái thằng OE và OF nó kết nối được với EF. OE nó bằng OF nó bằng nửa EF thôi, có gì đâu, đúng không nhỉ? Đó, như vậy cái ý tưởng bài này phải bật được ra là OE trên AB bằng cái gì? Theo cái đường chéo này. Này, theo cái đường chéo BD. Đấy. Theo cái đường chéo BD và OF trên CD cũng tuân thủ theo cái đường chéo BD này. Thì tí nữa có thể cộng từng vế lại thì nó sẽ ra. Đó, ta sẽ đi trình bày như sau. Đấy. Cái trình bày rất đơn giản thôi, nắm chắc bám sát vào hệ quả. Ở đây bám sát vào hệ quả internet, đúng không? Tam giác ABD có OF song AB, vừa nãy khẳng định rồi, đúng không? OE trên AB, cứ OE cái cạnh này là chắc chắn về hệ quả, cạnh này không bao giờ có tan nét có, đúng không? Cạnh này chắc chắn là liên quan hệ quả. OE trên AB thì phải bằng OD trên BD, hệ quả là tan nét, đúng không? Tam giác DBC tương tự, DBC hoặc BDC cũng thế. OF song song BDC thì OF, đấy, OF thì chắc chắn là liên quan hệ quả trên DC thì sẽ bằng BO trên BD, đúng không? Từ hai điều này ta ngoặc nó lại, hoặc nãy ký hiệu 1, 2, 3 rồi, giờ đây là 4, 5 thì từ 4 và 5 ta suy ra, ta xét cái tổng này, thiết lập tổng này hoặc cộng từng vế cũng được, hiểu thế nào cũng được, hoặc ta xét cái tổng này, thằng này thay bằng đấy, còn thằng này thay bằng đấy, thằng này thay ở đây, thằng này thay bằng đấy, như vậy cùng mẫu rồi cộng tử, OB cộng OD bằng BD, BD trên BD thì 1. Mà OE bằng OF bằng phần 2 EF chứng minh trên. Đó, cái này là chứng minh trên. Được chưa? Như vậy thay vào thôi. OE để nguyên, OF thay bằng OE bằng 1, chia hai vế cho OE. Đó, thằng này chia OE bằng 1, thằng này chia OE bằng 1. Thằng này 1 trên OE. 1 trên OE, OE thay bằng 1/2 EF nhân cả tử mẫu với 2, chia nhân 2 dưới nhân 2, 2 2 này hết bằng 2 trên EF. Và phải viết được ra cái đẳng thức cuối cùng cần chứng minh. Được chưa? Đấy. Chú ý cho nhá, phải biết ra cái đẳng thức cuối cùng chứ đừng có để bỏ nứng thế này, báo nào. Đấy, nhớ trình bày tác phong trình bày nó phải thật chặt chẽ và phải có cái kết luận cuối cùng, như là biên đại số là phải có kết luận giải phương trình chẳng hạn. Vậy phương trình có tập nghiệm S bằng cái gì, bằng rỗng hay là bằng tập số thực trừ đi một vài phần tử nào nằm trong mẫu bằng không chẳng hạn, hoặc là S bằng một tập hợp gồm bao nhiêu phần tử chẳng hạn, hiểu chưa? Đấy. Phải có được cái đáp số cuối cùng này, ghi ra này, ghi ra phải có được cái đáp số cuối cùng rồi, đúng chưa? Ta sẽ kết thúc bài này ở đây, ta sang các bài tiếp theo. À, ta làm bài số 8. Cho tam giác ABC với trung tuyến AM, vâng, trung tuyến này nhắc đi nhắc lại rồi, nó là đường thẳng nối từ đỉnh xuống trung điểm của cạnh đối diện. Đường phân giác của góc AMB cắt AB ở D, đường phân giác của góc AMC cắt AC ở E, chứng minh DE song song BC. Cái bài này thì nó đòi hỏi một kiến thức mới, đó là có một cái định lý về đường phân giác trong. Định lý này thì nó sẽ giới thiệu cho chúng ta cái định lý
cũng rất hay dùng. Đấy. Ta sẽ chứng minh có một cái định lý như sau, nó như một bài toán thôi. Đó là định lý về đường phân giác trong, cho tam giác ABC, giả thiết này tam giác ABC, đường phân giác trong AD là góc A1 bằng A2 là đường phân giác. Thì cái đường phân giác này nó chia cạnh đối diện làm hai đoạn, đó là BD và DC. Thì hai cạnh này nó sẽ tương ứng tỷ lệ với hai cạnh kề với nó. Đó, BD trên AB thì bằng DC trên AC. Đó, nhớ hai này tương ứng nhau. Hoặc AB trên BD thì bằng AC trên DC. Hoặc BD trên DC thì bằng AB trên AC. Nhưng cứ nhớ là cứ BD trên AB thì bằng DC trên AC cho nó dễ. Đó, nhớ là hai này tương ứng này. Hai này tương ứng nhau. Và hai cái thằng này tương ứng với nhau này. Nhìn chưa? Đấy. Để chứng minh nhanh cái định lý này, nó như một bài toán này mà. Sau này ta chỉ việc áp dụng. Qua B chứng minh rất dễ, là ta kẻ đường thẳng song song với AC, nó cắt cái tia AD ở E, đúng không? Thì lúc này BE song song với AC đấy, thì theo hệ quả ta nét thì BE trên AC, đúng nhỉ? Thì có phải bằng BD trên DC không? Còn bằng DE trên DA nhưng ta không dùng thì thôi. Thế lại có này, có ngay này, nhìn này là ở bài ở lớp 7 nó hay có cái dạng này. Hai góc này bằng nhau vì soi ra trong, đúng không? Một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song, gặp góc soi ra trong bằng nhau. Hai góc này bằng nhau giả thiết rồi, vậy hai góc này bằng nhau. A1 bằng E. A1 bằng E thì tam giác ABE cân ở B thôi. Thì lúc này là AB bằng BE. Đó, ta việc thay lên là xong. Thay lên là AB trên AC, từ 1 và 2 sẽ AB trên AC bằng BD. Thì cái chỗ này đến đây dừng lại được rồi. Nhưng để cho nó đúng cái định nghĩa, đúng kết luận này thì đổi chỗ đường chéo. Nhớ định lý ở lớp 7 chưa? Đổi chỗ đường chéo này. Cái AB xuống đây thì DC nên thay cho nó. Thì BD trên AB sẽ bằng DC trên AC. Điều cần chứng minh. Đấy, nhớ phân giác nhé. Bất kỳ một cái phân giác, ví dụ bây giờ một cái phân giác trong như này, hai góc này bằng nhau, B1 bằng B2, đây tại F chẳng hạn, thì FA trên cái cạnh kề nó là AB, hai cạnh tương chung một đỉnh, FA trên AB thì bằng FC trên BC, thấy chưa? Đấy. Hoặc bây giờ cái phân giác thứ ba chẳng hạn, thằng này sẽ là phân giác thứ ba. Điểm P chẳng hạn thì AP trên AC đó, sẽ bằng BP trên BC. Đúng chưa? Nhớ chưa? Nắm chắc cho cái định lý này nhá. Để làm bài tập, bây giờ ta vận dụng làm bài số 8. Đấy, bài này nếu áp dụng đúng thì khá đơn giản thôi. Nhớ nhá, M là trung điểm của BC, thì kinh nghiệm vẽ thì chỉ vẽ một đường phân giác thôi, mà mình chứng minh DE song song với BC. Thì ta vẽ được qua E, vẽ đường thẳng song song BC luôn. Thì sau đó là ta nối DM, thì DM sẽ đóng vai trò là đường phân giác, đúng không nhỉ? Nhớ chưa? Ta vẽ một đường phân giác thôi, DM, MD cũng được. Đó, thì từ đây ta kẻ luôn đường song song BC, thì cái thằng này S sẽ là đường phân giác. Thì kinh nghiệm vẽ cho nhanh. Đó, thì là dùng tính chất đường phân giác thôi. Xong quy về định lý ta nét đảo, làm sao nó chứng minh được cái thằng AD trên BD mà bằng AE trên EC thì ra không xong. Đấy, tính chất phân giác vừa học xong, vừa định lý xong. Tam giác AMB có MD là đường phân giác. Theo tính chất đường phân giác thì có phải là cái đoạn AD trên AM thì bằng BD trên BM. Đúng không nhỉ? Tương tự tam giác AMC cũng vậy, có M1 bằng M2 thì suy ra AE trên AM cũng bằng EC trên MC. Thế MB và MC rồi thì ta suy ra được AD, đó. Thì ta sẽ suy được ra, tí sẽ suy được ra là AD trên BD bằng AE trên EC. Thì theo ta nét đảo nó ra, đúng không nhỉ? Đấy, trình bày nhá. Đấy, trình bày khá đơn giản thôi. Xét tam giác AMB có M3 bằng M4, đó, tức là phân giác theo giả thiết. Thì theo tính chất là AD trên AM bằng BD trên BM. Đó, tính chất, nhớ lý do sau này, lý do tính chất đường phân giác trong. Thì suy ra ta đổi chỗ đường chéo đi. BD xuống đây, AM lên đây thì AD trên BD bằng AM trên BM. Hoặc em nào bạn nào suy ra trực tiếp cũng được. AD trên BD
thì nó sẽ bằng AM trên BM, đúng không? Thì cái phần tam giác AMC cũng tương tự, không phải chứng minh nữa, ta chỉ nói tương tự thôi. Tương tự thì AE trên EC thì nó bằng AM trên MC. Chỗ này ta suy ra ngay cũng được nhé, suy từ đây, suy luôn đây. Đấy. Mà MB và MC theo giả thiết, vậy suy ra đây AM một tử giống nhau rồi, mẫu bằng nhau rồi thì hai này bằng nhau. Thì theo định nghĩa ta nó đảo thì suy ra DE xong BC là xong. Đấy, đơn giản thế thôi. Ta sẽ làm bài còn hai bài, bài 9, bài 10 để phần số 8 chúng ta làm và phân tích bài toán, rồi sau đó theo dõi phần số 8 nhé. Hai bài 9 và số 10, hai bài nó khá dài vì thời lượng nó tương đối dài rồi, nó sẽ dừng lại phần số 7 ở đây. Chúng ta sẽ dừng video và chúng ta chứng minh lại hai cái định lý, đó là định lý về một cái hệ quả của định lý tan nét và một cái định lý về đường phân giác trong nhá. Ta chứng minh lại thì mới nhớ được, được chưa? Bằng cách kẻ thêm một cái đường thôi, dùng hệ quả tan nét thôi, cũng dùng sâu xung quanh những cái định lý tan nét và hệ quả tan nét thôi nhá. Ta sẽ dừng lại phần số 7 ở đây.